Xin chào các anh em của Cà phê Liên minh. Mùa giải mới cùng phiên bản 10.1 đã đem đến rất nhiều thay đổi về mặt bằng chung các vị tướng ở thời điểm hiện tại. Có người mạnh lên, có kẻ yếu đi. Nhưng nhìn chung đây là một phiên bản cân bằng và có rất nhiều vị tướng khá thích hợp để bạn có thể đem ra sử dụng leo danh cho phiên bản này. Đó là những cái tên nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà phê Nhân phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà phê Nhân phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Thứ nhất, Özil. Hoàng đế Surima đã chính thức trỗi dậy ở phiên bản 10.1 này. Đã từ lâu rồi chúng ta không còn thấy Özil tung hoành tại Midland kể từ khi các pháp sư kiểm soát dân bị lép vế và trả về những cái tên dồn sát thương hay đa dụng hơn. Chính bản thân Özil cũng đã bị giảm nhẹ sức mạnh ở các phiên bản trước và càng ngày càng mất hút trong đấu trường công lý. Chắc giờ anh em vẫn còn thấy mỗi anh chàng này ở trong đội hình cát ở tựa game Nhân phẩm mà thôi đúng không nào? Và rất mừng ở phiên bản 10.1 này, Özil được tăng khá sức mạnh. Cụ thể thì chiêu cuối phân chia thiên hạ của Özil được tăng mạnh sát thương cơ bản. Đồng thời gian tồn tại của bức tường lính cát được duy trì thêm 2 giây, từ 3 giây lên thành 5 giây. Đây được xem là một thay đổi rất tốt cho Özil khi lượng sát thương cộng thêm cũng đồng nghĩa với combo của Özil cũng chất lượng hơn. Quan trọng là bức tường lính cát đã được trả lại thời gian phân chia địa hình như trước đây. 5 giây là một quãng thời gian rất dài, đủ để xoay chuyển cục diện của cả một giao tranh. Thứ hai, Sivana. Dạo này cộng đồng mạng đang gây xôn xao khá nhiều về hành trình phá kỷ lục của Aurelio Sol của Dragon B. Thế nhưng trong trò chơi cũng có một con rồng khác vừa được tăng sức mạnh rất tốt ở phiên bản này, đó chính là Sivana. Cụ thể thì sau khi hạ gục mỗi rồng nguyên tố và rồng ngàn tuổi thì Sivana sẽ được nhận thêm 5 giáp và khắc phép. Ngoài ra thì rồng gió cũng sẽ tăng thêm khả năng tích nộ của Sivana được nhanh hơn. Từ hết, chiêu E, hơi thở của rồng giờ sẽ tăng thêm lượng sát thương, đánh dấu từ 3,25 lên 3,75%. Giới hạn sát thương lên quái cũng được tăng thêm thành 150. Những thay đổi trên không ngoài gì khác hơn việc tăng sức mạnh cho Sivana ở phiên bản hiện tại, siêng ăn rồng hơn để giúp cho Sivana trở nên cứng cáp hơn theo thời gian. Đồng thời gia tăng phần trăm sát thương đánh dấu cũng giúp cho nàng rồng này duy trì được sát thương tốt hơn. Hãy thử tập luyện vị tướng này ở vị trí đi rừng nha. Dọn rừng rất là ok là luôn đấy ạ. Thứ ba, Jace. Cái tên thứ ba mà mình muốn nhắc đến chính là Jace. Sau khi bị loại bỏ Ngọc Đạo Trích, Jace cũng đã dần bị thất sủng và tụt cả về tỷ lệ thắng lẫn tỷ lệ chọn trong trò chơi. Viên ngọc đá vạn năng thay thế bước đầu đã tỏ ra hiệu quả với anh chàng này, nhưng cả hai cần có những động thái tăng sức mạnh nhiều hơn nhằm đưa Jace xuất hiện nhiều hơn nữa trong đấu trường công lý. Chính vì thế ở phiên bản 10.1 này, Jace đã được tăng sức mạnh ở chiêu thức đã tạo nên thương hiệu của anh ta là cầu sấm. Cụ thể là nó sẽ được tăng thêm khá nhiều sát thương về sau trận đấu khi được nâng cấp tối đa. Ngoài ra thì đá vạn năng cũng nhận thêm một đợt buff nữa. Dù viên ngọc này giờ đây hồi chiêu nhanh hơn cả ở tướng đánh xa lẫn đánh gần. Với double buff này, Jace rất xứng đáng được lựa chọn để chơi nhiều hơn nữa trong phiên bản này anh em ạ. Thứ tư, Sejuani. Em nào có tình yêu với động vật, thích xem các bộ phim về heo thì không thể không chơi cô nàng cưỡi heo Sejuani trong phiên bản 10.1 này. Ngọc bổ trợ dư chấn giờ đây đã được tăng sức mạnh theo hướng có lợi cho những tướng chống chịu về sau trận đấu hơn. Và Sejuani cũng được tăng sức mạnh khá nhiều theo hướng đó. Cụ thể thì giờ đây, nội tại sẽ bổ sung thêm cho Sejuani lượng giáp và kháng phép cộng thêm từ ngọc và các trang bị hỗ trợ được tốt hơn. Thêm vào đó, chiêu E, băng giá vĩnh cửu cũng được tăng khá sát thương. Thế nên là cô nàng này sẽ ngày một trâu bò và đóng góp tích cực hơn trong giao tranh so với những phiên bản trước. Vậy nên nếu anh em là fan của đi rừng ăn cỏ thì rõ ràng Sejuani là cái tên mạnh nhất ở phiên bản này rồi. Thứ năm, Kalista. Cái tên cuối cùng và cũng là xạ thủ duy nhất mình đề cập trong phiên bản này chính là Kalista. Aphelios
sau khi ra mắt đã thống trị khá lâu trên bảng xếp hạng xạ thủ và đã bị giáng một đòn khá mạnh ở 10.1. Đổi lại thì Kalista tiếp tục được buff sức mạnh nhằm tăng thêm cơ hội comeback trong thời gian tới. Ở phiên bản trước thì cô nàng đã được buff khá nhiều ở chiêu W. Nay thì các chỉ số cơ bản như máu và giáp theo cấp cũng tiếp tục được tăng thêm, giúp Kalista sống sót tốt hơn về sau trận đấu. Thực ra thì bản chất, vị tướng này phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng người chơi. Kalista có thể gánh cả đội hình, nhưng cũng có thể là một xạ thủ vô hại nếu chưa thể thuần thục đó. Thế nên, cứ thử cô nàng này ở bản 10.1 và cho mình biết ý kiến nha. Và vừa rồi là 5 cái tên mà Cà Phê Liên Minh nghĩ rằng được tăng sức mạnh rất nhiều và đáng để sử dụng leo danh đầu mùa giải cho phiên bản 10.1. Anh em cứ thử và cho tụi mình biết cảm nhận bằng cách để lại bình luận ở bên dưới nha. Và đừng quên like, share cũng như là ủng hộ bọn mình cho những dự án sắp tới nha. Gửi anh em một bản cover mình tự hát trong đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.